Mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Bác sĩ ơi tại sao, được phát sóng vào lúc 16h30 thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói về chứng rối loạn tiểu tiện. Đây là một chứng bệnh có thể gây ra những ảnh hưởng hậu quả khôn lường đối với sức khỏe và cuộc sống của bệnh nhân. Tuy nhiên, một tin vui cho những người gặp phải tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, xoắn tiểu và tiểu không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB. Đó là các nhà khoa học Thụy Sĩ đã nghiên cứu thành công nguyên liệu Goles chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu nành giúp làm giảm rõ rệt số lần bị rối loạn tiểu tiện và bàng quang tăng hoạt OAB. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Bay sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về công dụng và hiệu quả của chiết xuất Goles. Xin được kính chào Phó Giáo sư ạ. Vâng, xin chào Thanh Phương, xin chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình. Và trước khi đến với phần trò chuyện cùng với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Bay, xin được kính mời quý vị và bác sĩ theo dõi tiểu phẩm sau của chương trình ạ. Trời ơi, ta nói bữa nay đi ngoài chợ gặp người này kia nói chuyện vui quá trời quá đất. Trời ơi, bà Dung ơi, bà Dung, bà đâu phải người mẫu mà bà đi cái điều kiểu gì mà điệu đi dễ kiểu này chừng nào mới tới nhà. Đến nhà nghĩa coi, sao vậy á? Tìm ngôi nhà nhỏ. Trời ơi má ơi, đây là ta biệt thự không à, nhà lớn làm gì có nhà nhỏ. Ừ sao nó đóng cửa rồi. Ý, bên kia có ngôi nhà nhỏ, đợi chút nha. Cái gì vậy? Đợi chút đi. Trời đất ơi, cái gì vậy? Nghĩa nó đi đâu rồi ta? Sao đi ra thoải mái vậy trời? Mày đâu vậy? Mới thăm ngôi nhà nhỏ bên đường. Một bộ quen ai bển sơn vô nói chuyện với người ta vậy? Quen đâu bà quen. Mà tại thấy trước sân á, có cái nhà vệ sinh á, rồi tôi qua tôi nhờ. Ê, lúc này tôi thấy mặt bà xuống sắc lắm nè. Tôi bị tiểu són, tiểu không tự chủ, tiểu không có kềm soát được. Ta nói một ngày đi tiểu 10 mấy 20 lần. Nãy mà tôi đi túm vậy là bà biết rồi đó. Riết bây giờ tôi thân thương những ngôi nhà nhỏ còn hơn ngôi nhà lớn của tôi nữa đó. Là không kiểm soát. Cái gì nữa vậy? Nghĩa ơi, cho tao mượn ngôi nhà nhỏ Nghĩa ơi. Mới đây mình nữa hả? Ừ, bây giờ bà đóng cửa rồi. Vụ gì vậy? Vụ gì? Đây. Đi đâu vậy? Vậy? Sao chạy vậy? Chị Dung đâu vậy? Ủa mới mở cửa ra kìa, xong vô đi đỡ đi. Đợi tao vô tút được nhà chắc tao chịu không nổi. Thế thương lắm. Tiểu són, tiểu nhiều lần. Nói nhỏ không cần chết. Có gì đâu mắc cỡ. Mình bị tiểu són, mình bị tiểu nhiều lần, tiểu đêm thì mình cứ nói cho cả mọi người biết. Có ai biết ta trị phải không? Như em nè. Thôi, mắc cỡ muốn chết. Tôi đã tự đi chữa bệnh rất nhiều rồi. Tất cả các loại thuốc nha, từ thuốc nam, thuốc bắc, thuốc tây cũng vẫn chưa hết. Thì bây giờ nói cho Nghĩa nghe cũng vô ích. Chị đi chị hốt thuốc bậy bạ cái đó. Chị biết thuốc đó nguồn gốc như thế nào không? Chưa kể là cái cây đó nhiều khi ta xịt thuốc trừ sâu, chưa kể chị sẽ còn bị nhiễm độc chì, nhiễm độc kim loại nặng này kia nữa làm sao? Chị từng tuổi này rồi chị biết tìm những cái tiệm mà thiệt là lớn chị mua chứ bộ à. Thì bây giờ nè, Nghĩa nó nói nó biết cách kìa, để nó chỉ cho. Thôi, cái kiểu này giống như là không có tin tưởng á, coi như tôi chưa nói gì đi. Ê, đừng giận nè. Nể lời chị Phụng nghe, em sẽ giới thiệu cho chị một bác sĩ. Bác sĩ sẽ tư vấn cho chị để mình có thể mình chữa trị cái bệnh này. Mời chị gặp bác sĩ để tư vấn. Dạ, thưa Phó Giáo sư, đầu tiên xin Phó Giáo sư có thể giúp cho quý vị khán giả được hiểu rõ hơn về những cái triệu chứng như là tiểu đêm, tiểu nhiều lần, xoắn tiểu, tiểu không tự chủ. Điều đó nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào và chúng ta có những cái phương pháp điều trị ra sao ạ? Những thuật ngữ mà Thanh Phương vừa nêu đó thì nó nằm ở trong cái phạm vi của các cái chứng rối loạn tiểu tiện nói chung. Chúng ta biết rằng cái việc đi tiểu á, nó được điều khiển bởi cái hệ thần kinh. Rồi bên cạnh đó thì nó được điều khiển bởi cái cơ vòng của niệu đạo và cơ vòng của bàng quang. Thì như vậy khi mà có những cái rối loạn tiểu tiện, tức là có cái rối loạn của một trong ba cái cơ chế này, tất cả những cái rối loạn tiểu tiện này đó thì có thể bắt đầu từ cái nguyên nhân chính là do cái bàng quang tăng hoạt OAP. Khi điều trị đó thì người ta sẽ chú ý xem coi thuộc nguyên nhân nào, người ta sẽ tác động vào nguyên nhân đó. Người ta có thể sử dụng các cái phương pháp vật lý trị liệu giúp cho người bệnh nhân tập luyện để làm sao giảm bớt cái tình trạng này, cũng như là có thể người ta sử dụng các cái dược liệu, các cái thảo dược trong tự nhiên để giúp cho như là một cái phương pháp điều trị tác động vào ba cái cơ chế như tôi vừa mô tả. Thưa Phó Giáo sư, dạo gần đây thì báo đài có nói nhiều đến Goles là một chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu nành, có nguồn gốc từ Thụy Sĩ và được sử dụng để điều trị chứng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, xoắn tiểu, tiểu không tự chủ. Và nhân đây thì xin mời Phó Giáo sư có thể chia sẻ cụ thể hơn, chi tiết hơn về thành phần của Goles ạ. Chúng ta biết thông qua các cái thông tin truyền thông thì Goles là một cái chiết xuất từ cái mầm đậu nành và cái hạt bí đỏ được các nhà khoa học Thụy Sĩ nghiên cứu và bào chế. Như hạt bí đỏ thì nó có các thành phần caroten, vitamin A, B1, B2, B6. Ngoài ra nữa thì trong đó nó có các thành phần của flavon, của phytosterol. Các nhà khoa học Thụy Sĩ chiết xuất từ cái mầm đậu nành này một cái isoflavone, và chính cái isoflavone này nó sẽ tác động vào, nó giúp cho điều chỉnh cái hệ nội tiết thần kinh. Và như vậy khi phối hợp hai cái thành phần này lại với nhau, người ta đặt tên là cái chiết xuất Goles. Nó tác động lên trên cả ba cơ chế để điều chỉnh hệ thống thần kinh tại chỗ, để nó giảm đi cái sự kích thích của cơ bàng quang, giảm bớt cái tình trạng co thắt của tại cơ vòng niệu đạo và cơ vòng bàng quang. Và ngoài ra nữa thì nó làm săn chắc các cái bắp thịt của cơ sàn chậu, nhất là cái isoflavone trong mầm đậu nành. Nó sẽ làm cho cái cơ sàn chậu này nó săn chắc hơn, giúp cho bàng quang tăng hoạt, giảm đi cái sự co thắt, cũng như giảm đi các cái biểu hiện của cái tình trạng tiểu không tự chủ. Thưa phó giáo sư có thể nói thêm đó là ngoài Thụy Sĩ và các nước châu Âu ra thì tại châu Á Goles được đánh giá như thế nào, và có một cái nghiên cứu lâm sàng nào hay không ạ? Ngoài châu Âu thì các nhà khoa học của các nước châu Á cũng tiến hành nghiên cứu, cụ thể là ở Nhật Bản và ở Hàn Quốc, một cái công trình nghiên cứu trên bệnh nhân, gọi là nghiên cứu lâm sàng, thử nghiệm trên 120 bệnh nhân có rối loạn tiểu tiện được chẩn đoán là hội chứng bàng quang tăng hoạt OAP. Qua cái kết quả khảo sát, người ta ghi nhận được 60 bệnh nhân sử dụng cái chiết xuất Goles và 60 bệnh nhân sử dụng giả dược. Thì 60 bệnh nhân sử dụng chiết xuất Goles này, nó giảm thiểu đi cái tình trạng tiểu đêm từ 3 đến 5 lần một đêm xuống còn 1 lần một đêm thôi. Và các cái rối loạn khác như là tiểu soán hay là tiểu không tự chủ thì trên 90% bệnh nhân giảm thiểu các cái triệu chứng này. Ở Việt Nam chúng ta cũng có cái sản phẩm chiết xuất Goles, thì người ta cũng ghi nhận trên 96% bệnh nhân sử dụng cái sản phẩm Goles để điều trị dứt điểm các cái triệu chứng tiểu đêm nhiều lần, tiểu không tự chủ như là tiểu soán, và nó làm giảm bớt đi những cái tình trạng khó chịu này trên bệnh nhân. Lời khuyên cho người bị rối loạn tiểu tiện để giảm các triệu chứng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu soán, tiểu không tự chủ nhanh chóng và hiệu quả: không nên uống trà, các thức uống chứa caffeine như cà phê, rượu bia, nước tăng lực, hạn chế ăn các thực phẩm nhiều axit như cam, chanh, bưởi, cà chua, giảm uống nước 2 đến 4 giờ trước khi đi ngủ, luyện tập thể dục, bài tập Kegels giúp tăng sức cơ vùng chậu và phục hồi cơ bàng quang. Nên sử dụng sản phẩm có chứa Goles chiết xuất từ hạt bí đỏ pepo và mầm đậu nành từ Thụy Sĩ, đã được nghiên cứu lâm sàng chứng minh tác dụng tại Hàn Quốc và Nhật Bản, giúp giảm co thắt, tăng tính đàn hồi của cơ bàng quang, duy trì sự khỏe mạnh của hệ thống thần kinh, có kiểm soát hoạt động tiểu tiện, tăng sức cơ vùng chậu, nâng đỡ bàng quang, giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu soán, tiểu không tự chủ và giảm hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Xin được cảm ơn những thông tin hữu ích mà Phó Giáo sư Nguyễn Thị Bay đã gửi đến cho chương trình. Trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị cùng quay trở lại với tiểu phẩm để xem rằng các nhân vật giải quyết tình huống như thế nào nhé. À, chị biết rồi, thì ra là chị đang bị cái bệnh gọi là bàng quang tăng hoạt OAB, hay còn đúng hơn là bàng quang kích thích. Nếu mà không trị thì sao? Trời, nếu mà không trị thì sẽ gây ra mất ngủ nè, mệt mỏi nè, rồi lúc nào cũng lo lắng suy nghĩ nè. Đó, thì bác sĩ người ta có nói rồi đó, có cái sản phẩm hỗ trợ đó, hạt bí đỏ, mầm đậu nành. Vậy là bây giờ chị phải đi ra ngoài chợ, chị mua là hạt bí đỏ với mầm đậu nành phải không? Thôi mệt bà quá bà ơi, uống chừng nào nó mới hết. Hạt bí đỏ pepo ở bên châu Âu, ở bên Thụy Sĩ nó có nhiều hoạt chất hơn. Sau đó đó người ta mới kết hợp với mầm đậu nành, nó tạo ra một cái thành phần gọi là Goles. Bây giờ tôi muốn mua hạt bí đỏ mầm đậu nành, tôi phải qua Thụy Sĩ tôi mua hả? Cứ để dành tiền chữa bệnh xong đi, rồi mình qua Thụy Sĩ mình du lịch mua đồng hồ đeo. Ủa có bán ở đây luôn á hả? Có luôn. Mà tôi nói cho biết, tôi cảnh báo nghe, bây giờ trên thị trường nó bán rất nhiều sản phẩm. Đúng mình rồi, phải biết cái nào tốt mình mua. Người ta nói chứ xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Ủa nay ngày gì mà tặng quà? Quà này tự nhiên nó vô tình mà nó trùng hợp. Thế cái chữ Goles nè. Đó, đây là sản phẩm có chứa thành phần Goles từ Thụy Sĩ, được chiết xuất từ hạt bí đỏ pepo của châu Âu. Đó, mâm đậu nành. Giúp gì? Giúp cho mình là trị chứng tiểu đêm nè, tiểu soán nè, tiểu không kiểm soát nè, hội chứng bàng quang tăng hoạt, làm cho người bệnh á là không còn lo cái chuyện mà tiểu không kiểm soát nữa. Wow, đặc biệt lắm nghe. Cái này là Bộ Y tế là có cấp phép rồi, có uy tín, chất lượng đàng hoàng, an toàn, được bán rộng rãi ở các nhà thuốc. Mầm đậu nành nè giúp cho người bệnh là giảm tiểu đêm, tiểu són, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát được. Nghiên cứu chứng minh cho thấy là khi người ta sử dụng cái loại này từ 6 cho đến 8 ngày thì đã giảm rõ rệt cái chuyện mà đi tiểu đêm. Khi mà sử dụng từ 3 đến 4 tuần là tiểu đêm chỉ còn có từ 0 cho tới 1 lần thôi. Và nếu theo lịch trình từ 3 tới 6 tháng là coi như là hết sạch luôn. Wow. Đó. Còn nếu như chị theo đúng cái liệu trình từ 3 tháng cho tới 6 tháng là coi như là dứt bỏ luôn. Dứt hẳn luôn. Thì đó, 2 hộp thì lấy hộp này cho này. Hộp này tôi cho tôi đi. Bà cũng bị đó hả? Dạ, ông xã cho bị. Nó thiệt ra là em cũng bi như chị vậy đó, cũng đau khổ dữ lắm luôn đó. Nhưng mà từ hồi mà em sử dụng cái sản phẩm này coi như là không có còn cái triệu chứng đó nữa. Nè, giờ tin Nghĩa chưa? Tin. Hy vọng rằng với chương trình ngày hôm nay đã mang đến cho quý khán giả thật nhiều những thông tin hữu ích. Một lần nữa xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Bay, giảng viên Trường Đại học Y Dược TP.HCM đã dành thời gian tham dự chương trình ạ. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.